Báo giá 20 đầu xe tải vừa cập bến Sa Lông đặt xe tải ngày mùng 2 tháng 10 năm 2020. Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Tôi là Ngọc An, chuyên viên tư vấn kỹ thuật bên đặt xe tải. Hôm nay sẽ review báo giá chi tiết cho các bác về những mẫu xe vừa cập bến Sa Lông của đặt xe tải. Về những mẫu như là Taco Towner, K2007, K190 và K165. Thì đầu tiên, trước mặt chúng ta đây là một mẫu Kia K2007 đời 2009 vừa mới về chiều tối ngày hôm qua. Em nó đến từ vùng đất Hải Phòng. Một màu xanh bộ đội nhìn khá là khỏe khoắn. Chắc chắn đời 09 mà vẫn còn giữ được như thế này thì cũng khá là tuyệt vời đúng không ạ? Và mức giá đang niêm yết bên hệ thống đặt xe tải là 165 triệu. Thì chiếc xe này cũng chưa dọn rửa gì đâu các bác nhá. Nhìn rất là bẩn này. Đấy, tí nữa về thì sẽ dọn nội thất của em nó một chút thì em nó sẽ trông đẹp trai hơn. Đã được trang bị điều hòa rồi. Điều hòa. Đây xem sàn sóng nhé. Sàn sóng tuy là biển Hải Phòng nhưng mà không có chút gì gọi là mục mọt mấy cả. Theo thời gian 5 tháng thì chúng ta cũng có thể chấp nhận được đúng không ạ? Đây, đã được lót sàn. Đã được lót sàn rồi. Đây em nó đã được lót sàn tôn. Đã được lót sàn tôn rồi. Dự phòng thì vẫn vứt ở trên thùng xe đây. Đấy. Và em này đang có giá đang niêm yết bên hệ thống đặt xe tải là 165 triệu. Có quyết nhiệt tình cho anh em qua đặt xe tải lái thử xe. Và tiếp theo nữa đến với một mẫu Taco Towner 950A đời 2016. Một chiếc xe bán giao lưu kỷ niệm với một anh chị ở Định Hóa và đang kinh doanh ở trên Cao Bằng. Anh ấy chở quần áo, buôn bán quần áo. Thế nên là anh đã xuống lấy một chiếc K2007 và để lại cho mình chiếc Taco Towner 950A đời 2016 này. Và chiếc xe này đang có giá niêm yết tại hệ thống đặt xe tải là 168 triệu. Trang bị đầy đủ điều hòa theo xe và em này thì chưa lót sàn. Ghế kia dạ, bác chủ cũng khá là đầu tư, đã bọc da hết rồi. Táp bi, táp lô, các thứ nhìn rất là còn chắc chắn, cửa đóng rất là khớp khít nhá. Đây, sàn sóng này. Không một chút gì gọi là trũng võng luôn. Xe chở rất là nhẹ thôi. Thế nên là mới giữ được chiếc sàn như thế này. Bác ấy chuyên bán quần áo ở trên khu vực Cao Bằng. Đây, sàn khá là đẹp. Đúng không? Sàn rất là đẹp luôn. Không một chút gì mục mọt nhá. Không mục mọt, không trũng võng, biển Thái Nguyên. 11311, một chiếc biển số cũng khá là tuyệt vời, khá là đẹp đúng không ạ? Toàn một. Em nó chỉ đứng thứ nhất thôi, không thể đứng thứ hai được đúng không? 11311. Cái bên này là một em Kia K165 đời 2017. Trang bị đầy đủ điều hòa và lót sàn inox. Màn hình cam lùi các kiểu con đà điểu. Đăng kiểm dài đến tháng 3 năm 2021. Cam kết 100% xe không đâm va, không ngập nước. Đấy, những chiếc xe nào có lỗi, anh em sẽ báo lỗi ngay cho. Đây, nội thất khá là đẹp. Màn hình cam lùi, thiếu mỗi cam hành trình thôi. Về bác nào lắp thêm cái cam hành trình nữa là quá là ok. Điều hòa hãng, mắt rét luôn. Làm lạnh rất là sâu. Lốp dép đẹp cả dàn. Cửa đóng khớp khít. Đây. Lốp dép đẹp cả dàn luôn nhé. Đấy. Đây. Lốp dép vẫn được khoảng độ 80-85%. Sàn sóng không một chút gì gọi là mục mọt trũng võng cả. Biển 34 Hải Dương. Đó. Đã được lên sàn lốc rồi. Thế nên là về anh em mà chở trâu bò lợn gà hoặc là chở các mặt hàng nông lâm thổ sản khác thì cũng không phải làm gì cả. Đây, sàn lốc nhìn khá là yêu. Đấy. Sàn lốc bác chủ bác dọc
các cái đóng ở Hưng Yên. Sơn zin còn rất là nhiều luôn, sơn zin phải còn khoảng độ 85-90%. Và kế bên đây là một mẫu Taco K190. À quên chưa báo giá em K165 này. Em 165 này hiện tại đang bán với giá là 355 triệu. 355 triệu cho anh em nào alo ngay theo số điện thoại hiện trên màn hình để em có thể tư vấn chi tiết cho. Và kế bên đây là một mẫu Taco Frontier K190 với tải trọng là 1,9 tấn, chạy thụt nhún. Đấy, cũng đang có rất là nhiều bác đang tìm những dòng K190 này. Đây, trang bị đầy đủ điều hòa và lót sàn, thùng bệ các thứ đóng rất là vuông vắn luôn. Và giá của em này hiện đang bán với giá là 265 triệu. 265 triệu chiếc K190 này, trang bị đầy đủ điều hòa và lót sàn. Đấy, chiếc xe chạy được có 5,6 vạn thôi, chủ nhân đi cũng khá là ít. Biển Hưng Yên à đâu Hải Dương nhé, biển 34 Hải Dương, quên mất lại bảo Hưng Yên. Dàn sóng này không mục mọt, không trũng võng, đã có bắn tỉa một chút rồi nhá, bắn tỉa một chút phần thành thùng này, bắn tỉa một chút phần thành thùng này. Đấy, với cái bưởng đít này, cái bưởng đít này có bắn tỉa đôi chút, đã được lên sàn lốc, đã được lên sàn lốc rồi. Nhìn gầm cao máy thoáng, nhìn trông thông thoáng, nhìn khá là đẹp mắt chứ đúng không ạ. Kế bên đây là một em thùng lửng. Về dòng thùng lửng này thì chuyên chở gạch đá ốp lát hoặc là chở nhôm kính. Chiếc xe này thì trước là chuyên chở nhôm kính. Đấy, của nhà Tuyết Lan. Trước thì nhà em cũng có một chiếc Bungo thùng lửng đấy, cũng mua của nhôm kính Tuyết Lan. Chiếc xe này sơn zin cả cây luôn, sơn mỏng tang luôn, tại vì theo thời gian 5 tháng nó xuống màu còn như thế này. Đấy, nhưng mà bây giờ mà đánh bóng vào thì nó sẽ mất đi cái lớp sơn zin này, nên là cũng hơi khó đúng không ạ. Đời 2012 và có giá là 225 triệu, tất cả các kiểu sơn zin này, kính zin này, không mất một cái gì cả. Điều hòa mát rét luôn, điều hòa mát rét luôn, chuyên chở nhôm kính nhá. Đấy, thùng sòn đã được lót rồi, rất là chắc chắn, rất là chắc chắn. Sàn sóng không một chút gì gọi là trũng võng hay mục mọt gì cả, đã đệm thêm dầm rồi, chở thêm dầm, thế nên là chiếc xe nó sẽ khỏe khoắn hơn. Lốp dép thì cũng tương đối đẹp thôi, được khoảng độ 60%, 60-65%. Đấy, vừa rồi thì em cũng đã báo giá cho các bác về tất cả những mẫu xe vừa mới về. Hiện tại trên nhà còn những chiếc như là K250, K165, K140. Đấy, thế nên là mấy con đấy thì nhà em đang dọn. Hôm nay thì đánh vài con này xuống đây để quay báo giá để phục vụ cho bà con đang quan tâm tới những dòng xe sản phẩm như thế này. Ngoài những mẫu xe này ra thì có những mẫu xe khác như là Taco Olin 350 đời 2017. Đời 2017 nhá. Giá của em này là 265 triệu trang bị điều hòa theo xe. Đấy, điều hòa theo xe và chưa lót sàn. Em đang nghĩ là sẽ vào sàn tôn cho em này, thì anh em về đủ đồ hơn và anh em không phải làm gì nữa. Đấy, một chiếc xe đời 17 đăng ký 2018. Chiếc xe này thì cũng đã có video chi tiết rồi nhá. Đấy, giá của em nó hiện tại đang bán là 265 triệu, thùng dài 3m77, tải trọng là 3,5 tấn, thế nên là giúp chúng ta chở được hàng hóa nó nhiều hơn, đi sẽ tốt hơn. Và đặc biệt là dòng Olin này rất là tiết kiệm nhiên liệu, giá thành khá là phải chăng, nhanh thu hồi vốn. 265 triệu sở hữu em Olin 350 này. Và bên đây nữa là một em K3000 đời 2007, đời 2007, màu trắng ngọc trinh.
Và em này đang bán với giá là 175 triệu và sẽ có lắp điều hòa cho anh em. Giá là 175 triệu. Kế bên là một em K165 đời 2017. Em này hiện tại đang bán với giá là 335 triệu. Cũng vẫn là K165, nhưng tại sao cùng đời mà giá lại rẻ hơn nhiều đến vậy? Các bác có thể suy nghĩ xem và bình luận xuống phía bên dưới các bác nhé. 335 triệu. Em này là Taco Frontier K140 đời 2014 với tải trọng là 1,4 tấn đủ và giá là 260 triệu, trang bị đầy đủ điều hòa và lót sàn. Em này lót sàn tôn thôi, tôn dày 3 ly, điều hòa mát rét luôn, ghế kia cũng đã được bọc da hết rồi. Ghế này thì là về nhà em mới bọc nhá, chứ thực ra của nó là ghế nỉ nguyên bản, ghế nỉ nguyên bản đấy. Máy móc nguyên zin chưa ra, sàn sóng không trũng võng, không mục mọt gì cả, máy móc cầu số khô do. Đấy, những chỗ nào xấu nhất thì em sẽ quay cho các bác. Những cái này là bùn đất nó bắn lên này, này. Đấy. Bùn đất nó bắn lên nhá. Lốp dép thì cũng tương đối là đều đẹp, được 70%. Mở sàn cho các bác xem. Sàn của em nó yêu ngay. Wow. Chưa? Đây, các bác có thể nhìn thấy này, tôn rất là dày luôn. Về các bác chở hàng thì mê ly luôn, không phải suy nghĩ. Bạt thì mới, bạt mới, lốp đẹp, sàn lót hết rồi. Giá 260 triệu. Sơn zin còn 85%. Sơn zin còn 85% MK140 này. Ngoài những dòng tải nhỏ chung chung ra thì có những chiếc Olin 7 tấn Olin 700B đời 2015 với tải trọng là 7 tấn này, thùng dài 6m15, 3 khoang. Những chiếc xe như thế này thì phù hợp với chở cám này, chở trúc này, thậm chí nhiều bác cũng chở cả trâu bò. Đấy, những bác mà đi trên chạy hàng trâu bò xa như là Nghệ An, Hà Tĩnh, chở ra Cao Bằng, chở đi các vùng biên ấy thì khá là chuộng những dòng xe này, thậm chí chở xăng dầu, chở dầu khí. Đấy. Về thiết kế cũng khá là đơn giản thôi, dòng Olin này ấy. Giá của em này là 335 triệu, đầy đủ điều hòa lót sàn. Phía bên đây là một em Olin nữa, Olin 800A với tải trọng là 8 tấn. Thực ra của em nó có 7 tấn 990 thôi, chưa được tròn 8 tấn. Cũng khá nhiều bác đang tìm dòng như thế này. Thùng dài 6m9. Chiếc xe này em đã rút hồ sơ rồi. Nếu mà bác nào mà yêu em này, về chỉ cần nộp thuế ra tên thôi là về chính chủ của mình rồi. Em này quê của em nó là ở tận núi Bà Đen, Tây Ninh cơ. Đấy, đã lưu lạc ra đến tận ngoài đặt xe tải rồi. Em này hiện tại đang bán với giá là 365 triệu. 365 triệu em này, đầy đủ điều hòa, lót sàn, không thiếu gì. Bên này là em Hyundai HD65 đời 2009 nhập khẩu nguyên chiếc đến từ Hàn Quốc. Và chiếc xe này đang bán với giá là 285 triệu. Thùng dài 4m3. Ra nếu thùng của em nó mà đẹp ấy thì sẽ có giá rơi tầm hơn 300 cơ. Thế nên là chiếc thùng nó hơi xấu, để giá hợp lý cho anh em về thay thùng. Đấy, 285 triệu là sở hữu em HD65 nhập khẩu Hàn Quốc này. Em trai đến từ Hàn Quốc mà đến từ vùng đất Cao Bằng, đang bị chốt ở trong, chưa mở cửa được. Đây, để sang bên này mở cửa xem nội thất nhé các bác. Đấy, nội thất khá là đẹp. Ghế thì nhà em mới bọc da xong, côn số ngọt ngào, đi rất là phê luôn. Tiếc mỗi cái thùng của em nó là bác chủ bác ấy đóng lại sao, thùng nó hơi xấu. Đấy, thùng nó hơi xấu. 285 triệu em này. Và bên này là em Bungo thì em này đã bán rồi, đời 09 em này đã bán rồi. Kế bên đây là em Taco Lin 500B
đời 2016 với tải trọng là 4 tấn 990, và em này có giá là 260 triệu. Thùng mở 2 khoang, mở 5 bừng, thích hợp để chở cám bã, trâu bò, lợn gà hoặc là các mặt hàng nông sản khác. Đây. Nội thất này, ghế cũng đã được bọc da hết rồi. Về dòng Olin này thì nội thất cũng thiết kế khá là đơn giản thôi, cũng không có cái gì là đặc biệt cả. Đấy. Cũng được trang bị điều hòa rồi. Điều hòa thì về em mới lắp, em nó đến từ vùng đất Sơn La. Đấy. Giá của em nó là 260 triệu, cũng được trang bị đầy đủ điều hòa và lót sàn, không lỗi gì. Đấy. Và kế bên đây là em K3000 đời 2012, trang bị đầy đủ điều hòa và lót sàn inox. Chiếc thùng phê luôn, yêu luôn. Đấy, xem thùng thôi đã phê rồi, sơn zin 90% nhá, chưa có gì gọi là bắn tỉa nhiều cả, có một chút thôi, bắn tỉa một chút thôi, với cả đánh bóng. Đấy. Vỏ mỏng tang luôn, trang bị đầy đủ điều hòa và lót sàn inox. Đầy đủ điều hòa lót sàn inox nhá. Đấy. Đi ra mở thùng cho các bác xem thùng em nó phê như thế nào. Nếu bác nào muốn xem video chi tiết thì em làm video chi tiết những chiếc xe này rồi nhá, ở trên kênh Đặt Xe Tải hoặc là Sấy Đẹp 888. Đây, thùng lót lốc rất là cao, rất là kín. Em nó kín cổng cao tường cực kỳ luôn. Đấy, giá em này là 225 triệu. 225 triệu là sở hữu ngay em K3000 đời 22 này. Và đây là một em Suzuki Carryshark đời 2011, trang bị đầy đủ sàn inox. Nhìn cái thùng đẹp chưa? Nhìn đã thấy thích rồi. Đấy, đã thấy phê rồi. Và em nó có giá là 135 triệu. Suzuki Carryshark. Về thì chở lợn con này, chở gà vịt này, hoặc là chạy chợ, dễ dàng luồn lách trong những cung đường và các ngõ nhỏ. Vừa rồi thì em cũng đã review báo giá chi tiết cho các bác về những mẫu xe mới về và những chiếc xe hiện đang có tại salon Đặt Xe Tải. Thì các bác nếu quan tâm tới những dòng xe nào thì hãy alo ngay theo số điện thoại hiện trên màn hình, thì em sẽ tư vấn chi tiết hơn và gửi ảnh chi tiết cho. Và các bác đừng quên đăng ký kênh YouTube, Facebook, TikTok, Instagram Đặt Xe Tải. Trên đấy thì chia sẻ những kinh nghiệm và những video để phục vụ cho bà con cô chú bác làm sao lựa chọn được chiếc xe ưng ý nhất, đẹp nhất. Và các bác đừng quên đăng ký kênh của em ngay ngày hôm nay và nhấn vào biểu tượng cái chuông để nhận những thông báo khi em ra video sớm nhất trong ngày. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong clip tiếp theo của Đặt Xe Tải vào ngày mai.